từ từ, thằng này mày cứ lôi anh sành sạch rồi đấy. Anh ngồi xuống đây em ạ. Vừa ăn cơm xong dạ dày đang làm việc thì phải để cho thận nó nghỉ ngơi. Trà xanh trà quất làm gì? Anh nghe em hỏi đây này. Có chuyện gì? Sao nhìn mặt có vẻ bí mật đại dương đấy hả? À, mày định tư vấn hộ anh cái vụ mà tặng quà cho mình ấy. Thôi, tôi không cần ông nữa nhé. Tôi bây giờ tôi tìm được quân sư cấp cao rồi. Hơi đâu mà bây giờ tham gia vào cái chuyện tán gái của anh. À, cái thằng này. Về được mấy tháng bây giờ giọng có vẻ lao nháo nhỉ. Anh cảm ơn. Chuyện gì? Cái con bé Hoài mà anh giới thiệu cho ông Đạm ấy. Anh kiếm ở đâu ra đấy? Tự dưng mày hỏi cái chuyện đấy làm gì? À, chắc hôm vừa rồi gặp em là thấy bồ kết này đúng không? Kết cùng cái gì? À, mà nhầm. Chắc gì? Bây giờ mày chả biết là thức kẻ hay ke, chắc gì mày thích gái đâu. Nó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em hỏi anh là con bé đấy nó ở đâu ra. Em muốn biết là nó bao nhiêu tuổi, nó làm cái gì? Gì đấy? Thế không thích sao mà hỏi là kỹ thế? Thì anh cứ trả lời xem nào. Thì nó là em gái của bạn anh. Sinh viên năm thứ hai thì chắc là khoảng 20 tuổi. Đấy. Anh có biết rõ về nó không? Thì thấy bạn anh bảo là nó cũng ngoan ngoãn, hiền lành, chăm học. Mà chính thằng Đạm còn khen nó là chăm chỉ đấy, tận tâm với công việc đấy. Sao đấy? Mày tính em mày hỏi một đống xong ngồi thù lù đấy. Có chuyện gì? Em nói cái này nhưng mà anh phải dán miệng vào nhá. Mày yên tâm, mày nhìn mồm anh đi, kín như bưng. Có chuyện gì nói đi. Em đang nghi con bé này có vấn đề với ông Đạm. Hâm mày nghĩ định ta định tính làm gì, đâu có chuyện gì với ông Đạm. Thì là chuyện tình cảm đây. Tình cảm cái gì? Nó còn trẻ con, nó đang đi học, nó yêu đương cái gì? Với lại là nó biết thằng Đạm mày có người yêu rồi. Biết có người yêu rồi mà vẫn lao vào ấy, nó mới đáng sợ. Anh không biết là mấy hôm nay bà Thanh với cả ông Đạm cãi nhau liên tục vì cái chuyện này à? Mày liên thuyên. Con Thanh thì lúc nào nó chả cãi nhau, lúc nào nó chả lắm chuyện. Thế cứ nghĩ chúng nó cãi nhau là liên quan đến con Hoài này à? Tốt nhất ý, mày muốn tin tưởng thì mày phải hỏi thằng Đạm ấy. Đã vừa mới bảo là không có hỏi gì về ông Đạm rồi, tự nhiên ngồi nói, em bảo anh ngồi im đấy, đừng có nhắc đến ông ý cơ mà. Thế bây giờ mày không hỏi thằng Đạm thì cứ ngồi đấy đoán mò à? Nhỡ là oan cho con nhà người ta là sao? Mà tao nói mày biết nhá, nếu thằng Đạm có ý định đấy thì cũng là loại vớ vẩn, vứt đi luôn. Anh mới là đoán già đoán non đấy. Đừng có mà môi hở răng nó lại lạnh. Bây giờ tai mắt bà Thanh khắp nơi, để bà ấy biết được cái chuyện này ấy, anh em vỡ thớt. Từ từ để em ngồi em theo dõi xem. Mà mày bỏ ngay cái kiểu đi nhá. Cứ toàn nói ra cái điều bí mật xong bắt người khác phải giữ bí mật ấy. Khó chịu vãi. Đấy là một chuyện. Còn bạn anh nữa ấy, là như nào đấy? Thân thiết như thế nào? Có tử tế không? Tất nhiên bạn anh là phải người tử tế rồi. Anh người đàng hoàng, anh phải chơi với những người tử tế chứ. Thế mà hỏi. Cô Lan ơi! Ôi, cô đây. Ôi giời, có việc gì cháu? Tình hình là cái Thanh hiện nay nó đang ở quán nail, vừa làm nail vừa làm mi, rất là mất thời gian. Nó nhờ cháu ấy là về nhà tìm giúp nó một chiếc váy trắng. Cái váy trắng mà nó mới mua đấy. Xong rồi có gì la đi cho nó rồi mang cho nó. Con này đúng là lúc nào cũng rách việc hết. Nó có đến mấy chục cái váy trắng cơ, biết cái váy trắng nào? Nó bảo cháu là cái váy trắng mới mua. Mới mua? Ngày nào nó chả mua mà mới mua. Cháu gọi điện đi hỏi nó xem cái váy nào. Thôi được rồi, để cháu gọi điện cho nó. Bật cái loa ngoài cô nói với nó. Alo. Alo, tìm thấy váy chưa? Thấy rồi thì làm phẳng phiu cho tôi đấy nhá. Này Thanh ơi, mày bà tướng quá đấy. Mày ngồi mày làm neo mà sai cái thi nó về lấy váy. Tao chịu mày đấy. Ê, mẹ này nữa. Thời gian gấp gáp nên con mới phải nhờ bà Thi. Mẹ vẫn bảo các cụ dạy là yêu nhau như chị em gái à. Con là con một thì chị gái con không là bà Thi à. Nên chị em phải thương yêu nùm bọc nhau chứ. Vâng, yêu thương quá cơ. Ôi chả ơn thấy cái Thi nó nhờ chị, toàn thấy chị nhờ nó thôi. Mất thời gian quá. Thế nhá. Rồi ôi, cái váy đấy ý, ông Phú ông đem lên giặt với cả cái quần con đùi hồng của ông ý. Nó phai hết ra rồi. Chết rồi thật hả cô? Ờ. Ôi dồi ôi, sao lại giặt cùng
còn đùi hồng. Thế còn đùi hồng thì phải hạ giặt riêng trên vặt. Thế thì hỏng hết quần áo sáng màu à? Thế là sáng nay cô vừa phải hát cho mấy bài rồi đấy. Đã coi như là đoảng vị. Đúng rồi, xong lại còn nhiệt tình nữa chứ. Chết rồi. Hỏng mấy cái áo trắng của cô rồi. Thế nhưng mà bây giờ tối nay nó cần cái váy trắng đấy để nó đi dự tiệc, mà nó cần tinh khôi trước mắt của chàng. Thế bây giờ không có thì nó phải làm thế nào? Ê, làm lành với thằng Đạo rồi à? Lành rồi cô ạ. À, cháu nghe thấy bảo ấy là tối nay đi dự tiệc đứa bạn thân. Thế nên là trước mắt cứ làm lành đã. Tiệc xong, dỗ tiếp. Ôi giời ơi, con này nó cứ cảnh la cảnh bồng. Cứ trèo cao lắm vào, rồi có bữa ngã lộn cổ cho nó biết thân. Thôi, cô đừng có rủa nó thế. Cô chả rủa, nhưng mà cái tính con này nó thế đấy. Thấy cái thằng Đạm hiền lành là bắt đầu đấy. Cô nói cho cháu nghe nhá, con run xéo mãi cũng quằn. Không phải nói chơi đâu. À đấy, như là chú Phú ấy. Tưởng à, nhìn như thế thôi, hiền lành như thế thôi, nhưng mà không biết đường nào mà lần đâu. Ờ, chú Phú làm sao hả cô? Chú Phú nhà mình là quá là tuyệt vời rồi. Đạm sao mà đi so với chú Phú nhà mình được. Cháu nói cô nghe nhá, ông Đạm ấy là ông ấy sai, ông có lỗi với nó nên nó mới giận. Chú Phú chứ có lỗi gì đâu mà. Cô cứ đi bênh người ngoài. Người ngoài cơ đấy. Cô chả bênh. Cô thì cô chả nói gì đâu, đấy là cô chỉ nhắc nhở nhẹ thôi. Còn ông Phú nhá, việc của ông Phú cô cũng phải xét đấy. Còn xét cái gì nữa? Có tí quỹ đen thì cũng mang nộp hết cho cô rồi còn gì nữa. Cô còn xét cái gì? Cô cũng chỉ nói thôi, nghe đâu thì nghe. Thế nhưng bây giờ tóm lại là nó không có cái váy trắng thì nó phải làm thế nào bây giờ cô? Kệ nó, tí nữa nó đi về nó khắc tự tìm. Tuy nhiên váy trắng lại thành màu hường. Thôi lắm cháu ạ. Thôi kệ nó cô nhá. Ừ, kệ. Ô, cháu đi đây, cháu chào cô nhá. Ừ, về đi. Đây, không tin gì. Đọc đi. Tin nhắn cảm ơn đàng hoàng nhá. Trời ơi, thì chị Minh chị nhận được quà thì chị lịch sự chị cảm ơn thôi. Có cái gì đâu. Mày nhầm. Đây là lời cảm ơn từ đáy lòng đấy nhá. Úi dồi ôi. Mà này, anh tặng cái gì đấy? Úp úp mở mở, nói luôn ra đi lại còn. Hôm trước khoe là có quân sư xịn. Thế quân sư xịn tư vấn cái gì? Đơn giản thôi, một gói combo massage thảo dược toàn thân ở spa. Ôi dồi ôi, ông ơi, cái gì chứ massage thì có cái gì đặc biệt đâu. Thật, em tưởng cái gì là chấn động địa cầu, cảm xúc dâng trào, rồi dâng trào nước mắt ghê lắm. Thôi, tạm chấp nhận được. Ý nhất thì 5 điểm, không xúc phạm người được nhận. Đúng một cái lũ không có sự tinh tế gì cả. Bảo sao chúng mày không được cái việc gì nhá. May mà tao không nhờ chúng mày tư vấn đấy. Ồ. Chúng mày có hiểu không? Cái massage toàn thân thảo dược này nó là dành cho các mẹ bầu, hiểu chưa? Bởi vì sao? Ok, khi người ta bầu nhá, người ta bị đau lưng, đau chân, mỏi gối, rồi tê tay. Ừ, tê tay, xong lại còn mất ngủ. Chính cái đi massage toàn thân này giúp cho cơ thể được thư giãn, ngủ ngon, tốt sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Hiểu chưa? Ủa, ông anh mình nói tâm như lý. Chuyên gia. Tâm lý. Anh tìm hiểu đâu ấy? Tao nhờ quân sư của tao nhé. Và tao đã đưa Minh đi thử rồi. Sướng về cười rưng rức. Đấy. Đây chính là cái lời cảm ơn từ tận đáy lòng cho cái sự tinh tế và thấu hiểu. Ghê nhỉ. Bơm chết trượt tay lay được quả dụng để xem lần sau như thế nào. Em nghĩ quả quân sư này chó ngáp phải ruồi ăn may. Kiểu mèo mù vớ có dám. Ờ. Đúng rồi, nói chung là trượt tay lay vào quả dụng thôi. Để xem lần sau. Im mồm cái lũ cổ đen này. Chúng mày thích quàng quạc không? Quạc. Thôi tha.